Chào tất cả các bạn nha. Hiện tại mình ở Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa. Mình đang ở vườn cây nhà anh Cảnh, một trong những người sở hữu rất nhiều mẫu đơn khủng nhất của huyện Nga Sơn. Sau đây là một số chi tiết về những cây mà trong vườn của anh nha, đã sưu tập về nha. Ngoài sưu tầm hoa như cũng như các mặt hàng về cây cảnh, anh Cảnh cũng có một số tác phẩm như cây xanh này rất là tuyệt tác. Một trong những tác phẩm mà anh ngày xưa mua cũng rất là chi là đắt tiền. Hiện tại anh đang để đậm đẹp để cho nó hóa cây. Đang là nắng quá nên anh cũng có ánh nắng nên là quay không được rõ cho lắm. Trước mắt các bạn là một cơ mẫu đơn dáng huynh đệ, thân rất là to. Bộ dăm của cây cũng rất là đều nhá. Hàng sưu tầm cho anh em. Các bạn có thể so sánh với long bìa nhá, để biết được thân cây to như thế nào. Bên cạnh là một em thân một cũng rất là to. Trước mặt các bạn là ông chủ. Rất là người rất là yêu cây nhá. Sưu tầm rất nhiều mẫu đơn. Anh em có thể liên lạc với anh qua số điện thoại. Và đây là anh Cảnh. Anh có thể tư vấn cũng như giới thiệu về một số cây trong vườn của anh, cũng như số điện thoại để anh em liên lạc. 01 67 22 64 512. Đấy là số điện thoại của anh Cảnh. Anh em có thể liên lạc nha. Cây này gốc cũng rất to anh nhỉ. Một cây hoa giấy khủng long. Giám đốc muối. Mua mãi ở trong tính ra về à? Gớm nhỉ. Không chơi không chịu nổi được. Ý là cũng theo tiếng gọi của bác gì? Theo tiếng gọi của bác. Rồi, là đã về tay anh Cảnh. Về tay. Cây rất là xoắn và đẹp nhá. Bác đã ra đi. Một cây mẫu đơn thân một cũng rất là to. Anh Tân có thể bỏ cái lon bia này cho khán giả so sánh ấy nhỉ? Hình như cây nào cũng bằng cái lon bia to hơn. Bởi vì gốc đã từng bọn ăn trộm đã từng vào khuôn nhiều quá nhiều cho nên là cây phải chăng. Đây. Không được chơi theo kiểu tự do. Cây cũng có bóng tàn rất là to. Mong anh em ủng hộ nha. Cây toàn cây này ế chán không làm nữa. Giờ họ người ta đã thích tàn tự nhiên đấy mà. Đấy. Bây giờ lại quay lại thế tàn tự nhiên. Đây là một cây xanh có cái dáng rất là đẹp. Nhưng mà vì là do là anh Cảnh bận quá không cắt tỉa được nên là cây cũng rất là rậm rạp. Hiện tại trên ngọn cây hình như có cả một cái lu trên đấy. Kinh quá. Do là anh gác kiếm uống rượu rồi nên là anh cũng bỏ cái lu. Và đây là một em át chủ bài của anh Cảnh. Một cây hoa hồng phấn rất là to, thân hơn lon bia. Và anh rất là yêu quý. Cây này hiện tại đang có giá là 45 triệu, chưa bắt nhờ. Bóng tàn của cây cũng rất là rộng, như một cái khoảng tầm 5 mét, như một cái thuyền ra vậy, khơi vậy. Trên nan úp, như một cái trên lật sóng. Đôi xanh này năm ngoái anh cũng giao lưu của nhà vườn Tiến Mai, một trong những nhà vườn nổi tiếng của Nga Sơn. Một đôi long đây, tôi cũng quay qua lại cho anh em. Chỉ là lắm trái. Cố kỵ để lại nhưng mà đang phải giữ. Đây là một cây hồng rất là sai quả nha. Quả rất là sai. Cũng do là anh Cảnh ngày nào cũng tưới phân để viết vào đây nên xong. Quả sai quá. Nước xe của Thuần vào nó chơi mất mấy quả. Cái mẫu đơn này to quá. Anh Cảnh ơi, cái này nếu mà phải ra thì cái này anh bán bao nhiêu tiền ạ? Cái này ra là và nó lại là trong tư tưởng là không nghĩ gì bán mấy. Vâng, nhưng mà nếu có người người ta alo thì anh sẽ bán với giá bao nhiêu? Với giá là 200. Và
20 triệu một cây mẫu đơn nhá, rất là rẻ nhá. Cũng là một cây huynh đệ, anh cũng cho giá luôn để anh em cùng tham khảo. Cái này 25 triệu là ra. Một cây dáng huynh đệ có khả năng là tầm 25 triệu nhá. Thì nhá là ra, anh em cho ý kiến. Cây thân 1 sát diệt kê. Cây này thì tầm bao nhiêu thì ra được ạ? Đây tầm 15 là ra. Một cây rất là cao nhá, thanh thoát, bóng tàn tự nhiên. Chủ vườn báo giá là 15 triệu là có thể bắt tay được. Cũng rất là rẻ thôi, vì cây này rất là cao và thoát. Thân cũng rất là to. Đặc biệt trong vườn anh có một cây song thụ cũng rất là to nhá. Cây này thuộc dạng hàng hiếm. Cái này ra là 30. Mà chủ ra được. Giá là khoảng 30. Không thì tầm 30 triệu các bạn nhé. Đặc biệt là những cây hồng phấn rất là nhiều. Anh cũng trên dưới 30 cây mang về. Đây là một cây hoa nhài. Một thân. Một thân. Theo chủ vườn nói là dáng long. Nhưng mà hơi thẳng. Cái này thì bao nhiêu tiền anh? Cái này là 5,5 triệu nhưng mà không bán. Giữ lại. Giá 5 triệu rưỡi. Vì là anh yêu rất rất yêu hoa nhài nên anh giữ lại để uống chè. Yeah, nghiện chè. Vâng, nghiện chè quá. Tiếp theo là những hàng mẫu đơn, hàng cụm. Cây cũng rất là to. Cái này cũng vừa được anh sưu tầm về. Bóng tàn rất là đẹp nhá. Thân cũng to và có rất nhiều nhánh. Tượng trưng như một cụm quân thụ. Cái này anh cảnh báo giá cho anh em xem là cái này bao nhiêu tiền. Cái này báo giá là 10 triệu. 10 triệu cho em mẫu đơn cụm nha. Giá rất hợp lý. Và đây là một em mẫu đơn nhung. Thân 1 rất là to. Hàng sưu tầm. Anh em có thể sưu tầm về làm bonsai được. Cái này có giá bao nhiêu nhỉ? Cái này có giá là 3 triệu. 3 triệu có thể ra nhá. Một cây mẫu đơn nhung. Rất là đẹp. To. Thần rất là to nhá. Anh chắp hai tay này cho anh em nhá. Thấy chưa? Thần rất là to. Hàng cụ. Hàng cụ. Tiếp theo là một cây mẫu đơn vàng. Hiện tại mẫu đơn vàng đang hot ở Nga Sơn. Cái này anh Cảnh cũng cho giá luôn nhỉ? Giá là cây này nó vào 15 triệu. 15 triệu đã một cụm mẫu đơn vàng. Có giá 15 triệu, mẫu đơn cổ. Hàng cổ thân lứt. Một cụm mẫu đơn ta. Hàng cụm. Trước mắt Cảnh là một cây hồng phấn. Cây này cũng được anh sưu tầm 2 tuần trước. Cây này bóng tàn cũng rất đẹp, hoa rất là nhiều và sai. Cây này giá bao nhiêu là ra được? Giá là 5 triệu. 5 triệu cho một em hồng phấn. Anh em có thể sưu tầm lại nha. Trong vườn anh Cảnh còn rất nhiều. Hiện tại anh cũng để trong dân một số cây nữa mà chưa mang về. Anh em có thể liên lạc để thông tin thêm về số cây mà anh Cảnh đang giữ. Đây này là giữ lại là để làm kỷ niệm mà. Cây anh mới giao lưu được với tôi. Cây rất là đẹp nhá. Anh em muốn mua mẫu đơn thì cứ về Nga Sơn hỏi địa chỉ anh Cảnh, biệt hiệu là Cảnh cây công trình, cây hoa, thì mọi người sẽ giới thiệu cho anh em biết. Đây
Đây là một cây mẫu đơn ba thân, có bộ bệ rất là to. Cây có bộ tàn rất là đẹp. Vườn rất là rộng nhé anh em nhé. Cây hoa giấy cũng rất là to. Xin chào anh em nhé. Hẹn anh em hôm sau mình sẽ quay chi tiết hơn nữa. Mong anh em ủng hộ kênh để xem những video sớm nhất mà Trung Trần quay. Cái này cũng đẹp gì đâu. Cái này còn thấy cái này đẹp.